Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin qua tình đúng. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin đặc biệt trong ngày với Nguyễn Văn Khanh và Võ Thành Nhân. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với bản tin phân tích ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị ký giả Nguyễn Văn Khanh và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ phân tích một số những cái vấn đề mà có liên quan đến vấn đề an ninh và, và những cái quyết định quan trọng của tổng thống Barack Obama tại Istanbul cũng giống như cái chuyến đi Apex của ông tại Manila. À, trước hết xin kính chào ông Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, từ Washington một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh chết cũng xin gửi lời chào đến quý thành nhân và không quên gửi lời chào đến quý khán giả của SBTN. Trước khi trở lại với quý thành nhân cho câu hỏi đầu tiên thì phải xin thưa được như thế này. G20 vừa mới kết thúc chúng ta bước vào APEC và rõ rõ ràng anh võ thành nhân thấy và có có lẽ là quý vị khán giả của SBTN cũng nhận ra là ở G20 người ta nói về vấn đề an ninh và kinh tế ở tại APEC thì người ta nói về kinh tế an ninh và biển đông cái câu chuyện rõ uh, không ai có thể chối cãi an ninh vẫn là cái đề tài quan trọng nhất bởi vì an ninh là cái mục tiêu mà cả thế giới đều đang muốn đạt được để cho có thể phát triển được kinh tế thành ra bởi như vậy thưa với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN không ai ngạc nhiên khi đấy Tổng thống Barack Obama chú trọng rất nhiều về vấn đề an ninh. Và đặc biệt là sau khi mà cái ngày 13 tháng 11, dầm ngày thứ sáu một cái cuộc khủng bố được xảy ra ở tại Paris đó, thì cái phản ứng của Pháp rất là mạnh. Và vấn đề mà ông Tổng thống Pháp ghi nhận ừ. rằng là cái sự hợp tác an ninh trên cái lĩnh vực mà gọi là tình báo đó, với Hoa Kỳ rất quan trọng. Anh có thể cho biết cái mối quan hệ đó hiện nay như thế nào vậy? Anh? À, trước hết là hãy nói về cái câu chuyện của nước Pháp. Tôi thấy tôi còn nhớ là trong bản thông điệp đọc trước lưỡng viện quốc hội ở tại Paris, Tổng thống Pháp ông François Hollande có nói một câu, ông bảo rằng nước Pháp đang ở trong tình trạng chiến tranh. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, ông bảo rằng là chúng ta sẽ không bao giờ nhượng bộ, chúng ta sẽ không tha cho những kẻ đã có những cái hành động giết người ngay trên lãnh thổ của chúng ta. Tức là giết người dân Pháp. Và sau đó thì ông mới nói đến cái điểm thứ ba mà anh có thể nhân vừa mới trình bày của quý vị khán thính giả của SPTN. Tức là ông nói là ông sẽ hợp tác không phải là chỉ với Hoa Kỳ, mà còn hợp tác với lại chính phủ nga với lại tổng thống Vladimir Putin để dựng một cái thế liên cường và cái thế liên cường quốc đó thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, cái mục tiêu quan trọng nhất mà người ta muốn nói đến, tức là phải tiêu diệt được quân khủng bố, nhà nước hồi giáo ISIS. Sáng ngày hôm nay thì là trong cuộc họp báo ở ngay tại thủ đô Paris, ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry có lên tiếng, ông bảo rằng là chúng ta là hai quốc gia Pháp là và đồng minh Hoa Kỳ là những đồng minh đã có ngay từ những lâu đời và đương nhiên là sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho nhau. Tuần tới thì là Tổng thống François Hollande sẽ có mặt ở tại à, Tòa Bạch Ốc để thảo luận với lại Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Cái điểm mà tôi đang thắc mắc ở đây, tôi nói là biết đâu chừng là trong cái rủi nó có cái may. Cái rủi ở đây tức là hiểm họa khủng bố và có thể là cái may là nó sẽ tạo được cái sự liên kết cần thiết phải có giữa Hoa Kỳ và Nga đi sát đi đôi với lại Pháp. Tôi thấy rằng là ông François Hollande ông bảo rằng là ông sẽ nói chuyện với lại Tổng thống Barack Obama và ông cũng sẽ nói chuyện với lại Tổng thống Vladimir Putin. Đến giờ phút này thì mình chưa biết như thế nào. Mà biết đâu chừng sẽ có một cuộc gặp gỡ tay ba ở ngay tại Tòa Bảy Ốc. Đó là cái điểm mà người ta muốn nói đến. Trong cái điểm mà uh, vấn đề mà anh có thành nhân đặt ra tức là về vấn đề an ninh giữa um, chia Để, sẻ an ninh báo, yeah. về vấn đề tình báo giữa hai quốc gia thì tôi phải để ý thấy là tôi để ý thấy là như thế này. Cho đến mỗi một khi mà chúng ta làm việc và chúng ta gặp nạn, chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta mới thấy là chúng ta cần phải có nhau. Và rõ ràng cần có nhau ở đây là cần chia sẻ những tin tức về vấn đề an ninh. Trước đây thì họ đã chia sẻ rất nhiều tin tức liên quan đến vấn đề an ninh cũng như là vấn đề quốc phòng. Nhưng mà thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, cái mức chia sẻ đó có thể là nó vẫn còn có một cái giới hạn nào đó. Lần này thì theo như lời ngoại trưởng John Kerry của Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ chia sẻ rất là nhiều cho chính phủ Pháp cho các chính phủ đồng minh và vì đừng quên rằng là hiểm họa ISIS không phải là hiểm họa chỉ của nước Mỹ không phải là chỉ hiểm họa ở Âu Châu hay là của nước Pháp mà đó là hiểm họa toàn cầu thưa anh và khi mà chúng ta thấy rằng ở tại G20 thì ông tổng thống Barack Obama có đọc có bài diễn văn và có nói đến cái quyết định đem quân vào Syria hay không đem quân vào anh thấy cái quyết định của ông ta như thế nào vậy thưa anh? Tôi nghĩ rằng là tổng thống Barack Obama đang ở trong một cái thế rất là khó khăn. Cái thế khó khăn là bởi vì như thế này, anh còn nhớ là khi mà ông ra tranh cử nhiệm kỳ đầu tiên tức là từ năm 2007 đến năm 2008, trong khoảng một thời gian 18 tháng trời vận động tranh cử, ông luôn luôn nói rằng là nếu quý vị cử tri tín nhiệm tôi giao cho tôi trách nhiệm lãnh đạo quốc gia, tôi cam kết là tôi sẽ kết thúc hai cuộc chiến, cuộc chiến Iraq là một cuộc chiến, Afghanistan là hai. Bây giờ thì người ta thấy rõ ràng là hai cuộc chiến đó có thể nói rằng là đã kết thúc nhưng mà vẫn kết thúc nửa vời. Thành ra bởi vậy ông rất e ngại khi mà ông đưa quân vào tham gia một cuộc chiến thứ ba. Nhiều người ở tại Washington đã bảo với tôi, uh, có lẽ là anh Washington nhân còn nhớ là các quan sát viên chính trị họ bảo nhớ là họ bảo là tổng thống hứa là tổng thống sẽ kết thúc hai cuộc chiến trước ngày tổng thống rời tòa Bạch ốc. Nhưng mà cuối cùng thì tân tổng thống sẽ phải nhận lãnh hai cuộc chiến nửa vời và một cuộc chiến mới đó là cuộc chiến ở tại Syria. Đây là một cái vấn đề rất là khó khăn Tổng thống Barack Obama trong bài diễn văn đọc của tại Thổ Nhĩ Kỳ thì ông cứ nhấn mạnh một điểm. Ông bảo rằng là ông không nghĩ là chúng ta sẽ tham gia vào một cuộc chiến mới, tức là không phải là tham gia bộ chiến. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc chắn là ông sẽ mở rộng các hoạt động quân sự để có thể tiêu diệt ISIS là điểm thứ nhất. Và điểm thứ nhì nữa là để yểm trợ cho lực lượng dân quân nổi dậy chống lại nhà cầm quyền độc tài Syria do Tổng thống Bashar al-Assad lãnh đạo. Đương nhiên đó là cái điểm mà ông phải làm cái câu hỏi, cái thắc mắc đang được nói đến ở tại thủ đô Washington là khi ông mở rộng cái hoạt động quân sự đó là ông mở rộng đến mức độ nào? Chính phủ Pháp thì bảo rằng là chúng tôi sẽ tiêu diệt quân ISIS, chúng tôi sẽ gia tăng gấp 3 lần những hoạt động mà chúng tôi đang làm với Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ chưa đưa ra được cái con số đó như là người ta trông chờ. Nhưng mà ít nhiều thì ai cũng nhìn thấy rõ ràng. Sau cái biến cố xảy ra ở tại Pháp vào ngày 13 tháng 11 vừa rồi, thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả, ai cũng biết rằng là cả thế giới bây giờ đều trông chờ vào nước Mỹ và trông chờ vào nước Mỹ đóng cái vai trò quan trọng, có thể nói là đó là cái vai trò đi hàng đầu trong cuộc chiến chống khủng bố, tương tự như là cái câu chuyện của sau biến cố uh, 11 tháng 9 năm 2001, cả thế giới đều trông chờ vào nước Mỹ để đi đi cái bước đầu tiên và uh, cái bước tiên phong và đồng thời cũng là cái quốc gia mở đường để cho thế giới đánh khủng bố Al Qaeda trở về. Dạ. Yeah và kính thưa vị thì hôm nay thì tổng thống Barack Obama đang có mặt ở tại Manila đường phố Manila rất là bận rộn là cái hệ thống giao thông rất là xấu nhưng mà tổng thống Barack Obama đã có mặt ở trong cái cái hội nghị APEC năm 2015 được tổ chức tại APEC à, tại phiên Manila anh có thể cho biết rằng đó là cái thế lực của tổng thống Barack Obama hiện nay so với các lãnh tụ giống như là đại Hàn, Trung Quốc và nga ở tại APEC như thế nào vậy tôi nghĩ rằng là đương nhiên là tổng thống Hoa Kỳ đi đến đâu thì đương nhiên là bắt buộc là phải tạo những cái sôi nổi như vậy chắc chắn là cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên ở tại apec thì tôi để ý thấy như thế này vấn đề an ninh cũng được nói đến vấn đề kinh tế cũng được nói đến nhưng mà bên cạnh đó là có vấn đề biển đông à, những việc làm mà tổng thống barack obama thực, à, đã làm ngay sau khi ông đặt chân đến à, manila cũng như là những điểm mà ông sẽ trình bày ở tại apec năm nay à, khai diễn vào sáng ngày mai thì thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị thính giả cũng nhắm vào một số điểm điểm thứ nhất là hoa kỳ không bỏ rơi đồng minh và cái điểm thứ nhì sự hiện diện của hoa kỳ là sự hiện diện cần thiết phải có để làm gì để bảo đảm an ninh hòa bình và ổn định cho vùng châu á thái bình dương và đồng thời là cũng để chứng tỏ cho mọi người cho cả thế giới thấy cường quốc quân sự của thế giới hiện tại vẫn chính là hoa kỳ thưa anh vấn đề biển đông vấn đề biển đông thì đương nhiên cũng đó là cái để câu chuyện quá. Tôi không nghĩ là cái câu chuyện đối với Tổng thống Barack Obama đó không phải là cái chuyện tế nhị. Ông đã từng lên tiếng rất là nhiều lần. Ông lên tiếng ở tại Washington, ông lên tiếng ở những quốc gia khác, ở những diễn đàn khác. Và đương nhiên chắc chắn tôi đảm bảo với anh là ông cũng sẽ lên tiếng một cách rất mạnh mẽ ở tại APEC Manila năm nay. Và anh có, một cái ghi nhận hay có một cái nhận định gì về vấn đề Việt Nam và Philippines trong những cái quyết định có liên quan đến vấn đề an ninh của Việt Nam? Tôi nghĩ đó là một cái điểm tuyệt diệu trước đây thì người ta cũng biết rằng là ngay chính à, chính phủ philippines đã từng bắn tiếng cho biết rằng là à, trong những cuộc thảo luận à, song phương với lại bên phía việt nam thì việt nam luôn luôn ủng hộ việc làm của philippines và việt nam luôn luôn mong muốn là cùng với lại philippines để đưa ra một cái thái độ cứng rắn hơn đối với lại chính phủ trung quốc bây giờ thì lại với sự tiếp tay của hoa kỳ thì cái vai trò của việt nam và philippines trong vấn đề giải quyết cuộc tranh chấp ở biển đông nó sẽ trở nên quan trọng hơn anh võ thành nhân và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả SBTn chúng ta đừng quên là một điểm rất quan trọng đó là cái điểm là hiện tại bây giờ tôi nghĩ là ở tại trong khối asean nếu mà nói rằng là có sự đoàn kết thì đó cũng chỉ là sự đoàn kết song phương giữa việt nam và philippines tôi vẫn chưa nhìn thấy được cái sự đoàn kết giữa việt nam philippines và những quốc gia asean khác nhưng mà ít ra chúng ta đến đi được mấy bước đầu trước khi mà chúng ta nhìn thấy một cái sự đoàn kết cần thiết hơn giữa những quốc gia của asean để đối phó với lại trung quốc Xin được cảm ơn Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn anh Võ Thành Nhân và không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả của SBTN. À, kính thưa quý chương trình của chúng tôi và ký giả Nguyễn Văn Khanh đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại vị vào kỳ sau. Minh Auto Repairs, nơi sửa xe đường dựng lên và nuôi dưỡng bởi thân hữu và khách hàng. Công ty của người Việt đã phục vụ quý đồng hương trên 30 năm vùng hoa tỉnh đốn. Traditional Auto Body đảm trách các dịch vụ. Auto Body Shop, định giá trước cho bảo hiểm xe của quý vị chính xác, nhanh chóng và miễn phí. Minh Auto Repairs nhận sửa tất cả các loại xe Mỹ và ngoại quốc. Bán mua, đổi xe cũ, bảo đảm 3 tháng, giới thiệu chương trình xe mới hình đây với giá hợp thời trang và vừa túi tiền. Xin liên lạc anh Minh Professional Auto Body 619 Burnside Place, Alexandria, Virginia 22304, điện thoại 703-751-4224, 703-751-4224. Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận trân trọng kính mời quý đồng hương và chiến hữu tham dự đêm thương binh 2015 nhằm gây quỹ yểm trợ thương binh quân lực Việt Nam Cộng hòa được tổ chức vào ngày Chủ nhật 29 tháng 11 năm 2015 lúc 6 giờ 30 chiều tại nhà hàng Thần Tài 6249 Arlington Boulevard, Falls Church, Virginia 22044 Phần văn nghệ sẽ do ca sĩ vùng thủ đô, thân hữu và ban nhạc Hải Đăng phụ trách Mọi chi tiết xin liên lạc Trần Kim Long 4107076203, Nguyễn Hưng Thái 7036557402, Lê Tiến Dũng 7034701444, Nguyễn Minh Toàn 2403813627. Cộng đồng người Việt quốc gia Colombia sau Carolina trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự đêm văn nghệ gây quỹ cứu trợ lũ lụt tại sau Carolina với chủ đề vòng tay nhân ái vào lúc 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm, Chủ nhật ngày 22 tháng 11, 2015, tại The Columbia Armory, 1225 Bluff Road, Columbia, South Carolina 29201, với sự góp mặt các ca sĩ như Quỳnh, Ngọc Loan và nhóm Ngọc Trung Tim. Mỗi chi tiết xin liên lạc nghiệp quyển 203 434 8041, tổ chức trân trọng kính mời. Trung tâm We Care chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, We Care chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid, chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật, nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo, Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703. 8793750 Kính thưa quý vị đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tình đồn tỉnh xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.